Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan một căn nhà phố đẹp chính chủ xây ở với diện tích ngang 4, độ dài 18m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có hướng đông nam, thiết kế có không gian đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và sân thượng nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà phố rất là đẹp và tặng kèm full nội thất bên trong. Nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, sát bên hãng xe Mercedes-Benz, kề bên công viên Làng Hoa và chợ Hạnh Thông Tây. Một căn nhà phố rất là đẹp, thuận tiện ở là văn phòng công ty cho thuê. Hẻm trước nhà tới 4m, đường nhựa, xe hơi vào thoải mái và dễ dàng. Căn nhà mình thì nằm trong một khu nhà lầu nha quý vị. Khu nhà rất là đẹp và an ninh ổn định. Khu nhà cực kỳ sang trọng luôn nha mọi người. Một căn nhà đẹp, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Nhà thiết kế rất là đẹp với 3 lớp cửa. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sắt bên ngoài. Bên trong sân đậu xe máy thì quý vị đậu vừa được 4-5 chiếc xe máy. Ở đây thì gia chủ có làm thêm tủ giày dép và tủ để nón bảo hiểm cho mình luôn. Và phía trong thì quý vị sẽ đến với không gian lớp cửa chính, lớp cửa sắt được sơn màu trắng và không gian phòng khách. Không gian phòng khách ở đây thì gia chủ có tặng kèm mình sofa, màn hình TV 55 inch, tủ kệ TV và những bức tường được ốp nhựa cũng như ốp giả đá trang trí khá đẹp và cao cấp. Với vị trí căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung và diện tích căn nhà ngang 4m, độ dài lên tới 18m. Và với một giá bán rất mềm mại, thuận tiện cho đại gia đình chúng ta ở là văn phòng công ty cho thuê. Giá bán gia chủ đang chào bán chỉ 6 tỷ 850 triệu đồng thôi nha quý vị. Còn bớt thêm cho anh quý chị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà đẹp, không gian thoáng sáng, đặc biệt là những căn nhà chính chủ xây ở trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy gọi cho Hùng để đến tham quan căn nhà này. Phía dưới sàn thì gia chủ ốp gạch 60 màu trắng, hai bên tường thì quý vị thấy có ốp giả đá và ốp nhựa trang trí. Ở đây thì gia chủ tặng kèm mình full nội thất khi mua. Quý vị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Khu vực bên trong thì cầu thang ở giữa nhà đi lên với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Phía bên phải trái khu vực cầu thang là tủ rượu và bên trong là khu vực không gian bếp. Không gian bếp ở đây thì những bức tường thì được gia chủ ốp nhựa giả gỗ và nhựa giả đá lên cao tới trần, tạo nên một không gian bếp vô cùng sáng và thoáng. Không gian bếp ở đây thì gia chủ có thiết kế cho mình bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ sồi, có tủ lạnh hai cánh aqua và có đèn trần cũng như là đèn chiếu sáng. Một không gian bếp khá đẹp, có đầy đủ nội thất kèm theo. Và phía cuối nhà quý vị sẽ có khoảng sân sau và giếng trời. Ở cuối nhà thì quý vị sẽ có khoảng sân sau, ở đây thì quý vị có thể để máy giặt ở dưới đây luôn nha quý vị. Khoảng sân sau thì được đúc sút ra luôn. Quý vị sẽ có thể để máy giặt ở cuối nhà này và phơi đồ ở chỗ này luôn. Rất là thuận tiện. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài cho mọi người xem cái không gian căn bếp của căn nhà ngang 4, độ dài 18m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với giá bán mềm 6 tỷ 850 triệu đồng còn bớt thêm. Khu vực vệ sinh dưới tầng trệt thì quý vị thấy có vệ sinh dưới cầu thang với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen thuyền và vòi tắm hoa sen. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài, một căn nhà rất là rộng, đầy đủ nội thất kèm theo. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Vị trí quá đẹp và đắc địa, nằm trên trục đường Quang Trung, ngay ngã tư Quang Trung và Tân Sơn, thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đường xe hơi tới nhà. Khu vực cầu thang thì rất là rộng và được ốp đá hoa cương màu đen. Lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian của các phòng ngủ nhé. Nhà thiết kế với rất là nhiều phòng ngủ, tới 4-5 phòng. Ở đây thì gia chủ thiết kế phòng ngủ có đầy đủ nội thất kèm theo cho quý vị luôn, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, máy lạnh, tủ áo âm tường và bàn trang điểm. Phòng ngủ này rộng nha quý chị. Mỗi phòng ngủ thì gia chủ thiết kế một phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, khu vực tắm và rửa mặt riêng biệt. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Cuối nhà thì có cửa sổ ra giếng trời, có màn rèm. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên quý vị đang cùng Huy Hùng tham quan. Và cái lầu 1 này thì quý vị sẽ có 3 phòng ngủ nha. 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này nằm ở giữa. Thì phòng ngủ này quý vị cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, máy lạnh, trang hình trang trí, cửa sổ ra hành lang và tủ áo ở bên trong. Di chuyển lên tiếp tục, chúng ta ra khu vực bên ngoài với không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì quý vị thấy ở đây gia chủ cũng thiết kế đầy đủ nội thất kèm theo,
bao gồm giường ngủ, tủ áo, máy lạnh và tủ áo âm tường cũng như là bàn trang điểm. Phía trước là ban công mét 2, ngoài có lan can và cửa ra ban công, vô cùng thoáng và sáng. Quý anh chị đang cùng với Hùng tham quan một căn nhà với giá mềm, diện tích khủng, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 gần với công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thạnh Thông Tây. Một căn nhà thiết kế khá là đẹp và nhiều phòng ngủ ở một lầu, tạo nên cảm giác rất là gần gũi và cực kỳ là dễ chịu cho không gian bên trong căn nhà. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh có quạt hút nha quý vị. Như vậy là quý vị và cùng Huy Hùng tham quan 3 phòng và chúng ta lên trên tham quan không gian phòng ngủ số 4 cũng như là phòng giặt, phòng thờ. Ở trên đây thì quý vị sẽ có không gian của phòng ngủ số 4 và phòng thờ, phòng phơi đồ. Ở đây thì gia chủ có làm như mình phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ số 4 thì cũng có nội thất kèm theo và cả máy lạnh được gắn kèm. Một không gian nhà chính chủ xây ở nên là một trệt, hai lầu và sân thượng. Quý vị sẽ có đầy đủ công năng và ngoài đây sẽ là không gian của phòng thờ, một cái phòng thờ rất là rộng. Ở đây thì quý vị có làm cho mình cái phòng thờ rộng ở đây. Cái phòng thờ này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ. Nếu mà chúng ta làm phòng thờ thì gia đình căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ. Và nếu mà gia đình chúng ta làm phòng ngủ ở đây thì quý vị sẽ có tới 5 phòng ngủ nha. Và ngoài đây là ban công ở lầu 2 của căn nhà. Ban công được trồng cây xanh và khu nhà này thì rất là an ninh, ổn định. Xe hơi tới nhà nằm trên trục đường Quang Trung gần với ngã ba Tân Sơn và Quang Trung, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thạnh Thông Tây. Với vị trí đẹp, cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, di chuyển về trung tâm khoảng tầm 25 phút thôi. Nhà mới sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ. Đặc biệt là đây là một căn nhà chính chủ xây ở và giá bán chỉ có 6 tỷ 850 triệu đồng thôi. Quý vị sở hữu ngay, căn nhà quá đẹp. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian của phòng ngủ số 5. Như vậy là căn nhà mình có tới 6 phòng. Và trong đó quý vị sẽ có không gian 4 phòng ngủ chính, một phòng thờ, một phòng giặt và một phòng làm việc. Chỗ này, phòng làm việc này thì cũng có tủ áo âm và quý vị có thể làm phòng ngủ số 5 hoặc là phòng sinh hoạt chung. Và tiếp tục lên bên trên, quý vị sẽ đi theo cầu thang đi lên khu vực sân thượng nha quý vị. Khu vực cầu thang này thì chúng ta đi lên cái sân thượng trên đây. Thì ở đây gia chủ có đổ bê tông, có lập mái bên trên đây cho quý vị luôn. Và chỗ này thì quý vị có những cái chỗ gian đồ để phơi đồ. Và quý vị phơi đồ và giặt đồ chỗ này luôn. Và ngoài này là khu vực sân thượng của căn nhà, một cái sân thượng rất là rộng. Cái sân thượng này thì quý vị có thể làm phòng tập gym, làm khu vực tập thể dục buổi sáng. Và có thể trồng cây, trồng rau xanh ở khu vực sân thượng này. Một khu vực rất là đẹp. Và quý vị vừa cùng với Hùng đến tham quan một trong những căn nhà phố rất là tuyệt vời, chính chủ xây ở. Với diện tích ngang 4m, độ dài 18m, thiết kế có 6 phòng, trong đó có cả phòng giặt, phòng thờ và phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ chính, phòng khách, phòng bếp hướng đông nam và giá bán là 6 tỷ 850 triệu đồng còn bớt. Quý anh chị quan tâm căn này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.